Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Golf Đà Nẵng miền Trung Việt Nam năm 2022 theo hình thức trực tuyến với các diễn giả khách mời nhằm chuẩn bị và thúc đẩy phục hồi du lịch với tinh thần thích ứng mạnh mẽ, sáng tạo và kết nối. Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố cho biết với lợi thế hạ tầng lưu trú hiện đại cùng với hệ thống các sân golf đẳng cấp thế giới, Đà Nẵng và các địa phương miền Trung có nhiều lợi thế trong việc phát triển du lịch golf tầm khu vực và thế giới. Trong bối cảnh mới, du lịch golf nói riêng và các loại hình du lịch chất lượng cao gắn với thể thao nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đang là xu hướng du lịch mới được du khách lựa chọn. Ngành du lịch thành phố sẽ phối hợp cùng với các địa phương duyên hải miền Trung đẩy mạnh xúc tiến thu hút du khách golf trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố cũng cho biết để xúc tiến du lịch golf thì đơn vị phải đề xuất kế hoạch xúc tiến golf định kỳ thường niên từ năm 2022 gồm giải Golf Đà Nẵng Fantastic City Open vào tháng 4, Farm Trip và Media Trip về golf vào tháng 7. Chương trình nhằm cung cấp thông tin về du lịch golf trong bối cảnh COVID-19 và thảo luận các giải pháp xúc tiến quảng bá du lịch golf năm 2022.